khởi nghiệp bằng nghề nông chưa bao giờ dễ dàng, và anh nông dân ở Thanh Hóa cũng vậy. Thế nhưng sau 4 năm, nỗ lực của anh giúp truyền cảm hứng cho bao nông dân và các chồng làm giàu trên chính quê hương mình. Sau 3 năm về quê khởi nghiệp nuôi gà thịt, anh Quang Anh Tú ở thôn Thọ Lộc, xã Hà Tĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa trải qua liên tiếp 2 thất bại. Đến năm 2019, anh Tú quyết định chuyển sang nuôi gà đẻ trứng giống Ai Cập. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, nên trang trại gà phát triển tốt, không dịch bệnh, cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Giống gà có đặc điểm ít bệnh, dễ nuôi, năng suất cao. Trứng gà Ai Cập cũng rất dễ bán do màu sắc đẹp, tỷ lệ lòng đỏ cao, thơm ngon nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Nắm bắt xu hướng phát triển trong chăn nuôi, anh Tú đầu tư xây dựng chuồng nuôi gà giống theo kiểu chuồng thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Lắp thêm hệ thống phun sương bằng nước sạch làm mát cho gà vào những ngày nắng nóng. Nhờ vậy, chất lượng con giống của cơ sở anh luôn đảm bảo, tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt. Để phòng bệnh cho gà tốt, anh thường xuyên trộn thêm vitamin và khoáng chất vào thức ăn, cho gà uống thêm điện giải vào mùa hè. Trang trại gà đẻ trứng của anh Tú áp dụng công nghệ đệm lót sinh học bằng chế phẩm men vi sinh trong chăn nuôi gà an toàn sinh học, phun sát trùng thường xuyên. Với 7.000 con gà đẻ trứng, mỗi ngày anh Tú xuất bán ra thị trường khoảng 5.000 trứng. Với giá khoảng 2.500 một trứng, tùy vào từng thời điểm, trừ đi chi phí, anh Tú bỏ túi khoảng 5 triệu đồng một ngày.